dâm tặc này. Rõ ràng hắn đã đi rồi mà, còn quay lại làm gì chứ? Một tên dâm tặc, một tên đạo tặc, lén lén lúc lúc chạy vào đây, chắc chắn là có chuyện. Cơ lão đại à, Quỳnh đi đâu vậy? Để cứ tưởng đâu Quỳnh sẽ không tới chứ. Thôi đừng nói nhiều nữa, tìm Quỳnh gấp có chuyện gì không? Bảo chủ cái chúng ta lập tức tới Lạc Dương để hội ngộ với ông. Đến Lạc Dương? Bảo chủ gọi chúng ta gấp rút đến Lạc Dương để làm cái gì? Để không rõ cho lắm. Nghe nói hình như có liên quan đến đại hội cái bang vào ngày rằm tháng giêng. Đừng chậm trễ nữa, lập tức lên đường đi. Xém chút mà chú phát hiện rồi. Không ngờ là có yêu nữ này. Lần này đúng là đi mòn hài sắc không nơi đến, chiếm được mà không phí công sức. Cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại quyển tâm pháp thiếu dương thần công đó. Cơ lão đại, quý lợi hại lắm. Nhưng mà cũng phát hiện trên sàn ngang có kẻ đang ẩn nấp chứ. Chục siêu chuyện mà không phát hiện được là làm sao làm thiên thủ thần thấu. Luôn cả chút chuyện nhỏ nhặt không thoát khỏi cặp mắt của cơ lão đại. Đây thật sự không thể sánh bằng. Thật lệ, thật lệ. À phải, cơ lão đại, Quỳnh định đối phó cái yêu nữ này như thế nào? Để yên tâm đi, Quỳnh nhất định cho đệ trả mối thù. Nhưng mà phải đợi sau khi Quỳnh lấy tâm pháp thiếu dương thành công, Quỳnh sẽ giao con yêu nữ này cho đệ xử lý. Được, quyết định như vậy đi. Trọ Cao Thanh. Mình nghĩ tối nay con yêu nữ này nó sẽ tá túc ở quán trọ này đó. Cơ lão đại à, chúng ta đi theo con yêu nữ cả ngày nay rồi, nó cũng có vẻ như không hay biết gì. Thực tế chúng ta không biết nó giấu quyển tâm pháp thiếu dương thần công ở đâu, làm sao lấy được chứ? Nếu Quỳnh không đoán lầm, chắc chắn quyển tâm pháp nằm trong người của con yêu nữ thôi. Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Hay là hợp sức của hai chúng ta bắt giữ con yêu nữ này? Đến lúc đó sợ gì có yêu nữ không chịu giao quyển tâm pháp ra chứ. Đừng tùy tiện. Con yêu nữ rất xảo quyệt, nếu nó dùng một chiêu tất cả cùng chết thiêu hủy quyển tâm pháp, chúng ta lấy được cũng dù ít. Không lẽ chúng ta cứ chờ hoài sao? Để yên tâm đi, sơn nhân ắt có diệu kế. Quỳnh nhất định bắt con yêu nữ giao tận tay quyển tâm pháp cho Quỳnh. Cô nương à, có một đại gia nhờ tôi giải ước thư cho cô. Cảm ơn. Hôm trước chỉ vì bất cẩn mới làm tâm pháp bị mất, quyết định canh ba đêm nay đăng môn bái phỏng lấy lại tâm pháp, hy vọng cung hồng đúng giờ nổi tiếng không kịp. Nói ngông cuồng, để cơ ngươi làm sao lấy quyển tâm pháp trước mặt ta chứ. Còn nói đăng môn bái phỏng, luôn cả bóng dáng cũng không thấy. Thiên thủ thần thấu chỉ là hữu danh vô thực thôi. Nói xấu sau lưng người ta e rằng hơi thiếu đức. Có yêu nữ, ngươi không ngờ hôm nay lại rơi vào tay của ta. Lần này ta rất cảm ơn người đã nói cho ta biết quyển tâm pháp được giấu ở đâu. Cẩu tặc, cũng tại ta quá bất cẩn mới trúng quỷ kế của các người. Chúng ta có quả có lại thôi. Cái huynh cần đã lấy được rồi, huynh giao yêu nữ cho đệ đã tự nhiên xử lý. Yêu nữ?
Hôm đó ngươi làm ta sống dở chết dở, hôm nay ta sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, dạy ngươi một bài học thích đáng. Sao hả? Không sao chứ? Không sao. Đúng là tức chết, vậy mà cũng để con yêu nữ chạy thoát được. Thời gian còn dài mà, quan trọng là quên lấy được quyển tâm pháp thôi. Tóm lại là dễ cho con yêu nữ quá. À phải, Cơ Lão Đại, sao quên biết có yêu nữ để quyển tâm pháp trên bàn là giả vậy? Đơn giản quá mà. Thì huynh giao đó với người yêu nữ, nó hoàn toàn không nhìn đến quyển tâm pháp để trên bàn, nên chắc chắn quyển tâm pháp đó là giả thôi. Cho nên lão đại tương kế tựu kế, dù có yêu nữ tự động lấy quyển tâm pháp Thiếu Dương thần công thật ra, có phải không? Cơ Lão Đại, quả nhiên huynh phán đoán như thần, tiểu đệ thật sự cam bái hạ phong.